Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng John. Bây giờ thì đang là 9 giờ 30 phút sáng của ngày thứ hai, 26 tháng 2 năm 2024. Và lời đầu tiên thì là chúc các bác một tuần mới đầy hứng khởi và tràn đầy năng lượng nha. Chủ đề của ngày hôm nay thì xin thưa với các bác, đó chính là về không khó để có thể nhận ra. Đây chính là tiến sĩ Đoàn Hương. Thế thì sáng nay sau khi mà câu chuyện đã nở rộ thì có nhiều người nói về cái câu chuyện này. Và một số tờ báo thì cũng đã gỡ bài liên quan đến tiến sĩ Đoàn Hương. Bởi vì tiến sĩ Đoàn Hương là một người không xa lạ gì với cộng đồng. Tôi không khoái chị này lắm. Tôi nói thật. Không khoái chị tiến sĩ này lắm. Thế nhưng mà chị đã có một cái phát ngôn có thể nói thế này. Đó là một số nhà sư thì có một cái lối sống rất là xa hoa. Và điều này làm cho người ta có thể nói rằng là mất cái niềm tin. Đó. Không phù hợp. Giàu có xa hoa. Thế rồi tiếp đó thì có một câu chuyện rằng là có một số chùa thì mài dao cả năm để mà đến cái dịp Tết là chặt chém. Để chặt chém. Thế thì cái phản ngôn này của bà tiến sĩ Đoàn Hương ấy, thì đã gây có thể nói rằng là rúng động cộng đồng Phật giáo. Và rất nhiều nhà sư thầy đã lên tiếng và cho rằng là cái việc mà tiến sĩ Đoàn Hương phát ngôn như vậy là không ổn và làm ảnh hưởng đến Phật giáo và không thể im lặng được. Họ đã lên tiếng để họ nói về cái chuyện này. Và thậm chí rằng là có một số người còn kiến nghị để mà xử lý cái phát ngôn này của tiến sĩ Đoàn Hương. Thế thì quan điểm của cái Trang Trang TV thế nào? Thì tôi chỉ xin chia sẻ đôi điều với các bạn thế này. Tôi thấy chị Đoàn Hương nói đúng. Tôi nói thật. Tôi thấy là chị Đoàn Hương nói đúng. Tiến sĩ Đoàn Hương có thể có nhiều câu phát ngôn chéo ngoe. Nhưng mà riêng cái câu này thì tôi cho rằng là đúng. Thứ nhất là tiến sĩ Đoàn Hương nói là một số nhà sư. Chứ đâu phải nói là tất cả các nhà sư đâu. Vậy thì tại sao là phải nhảy dựng lên như thế? Đúng không? Tại sao lại phải nhảy dựng lên như thế? Đó là một số nhà sư. Và đúng là một số nhà sư sống xa hoa. Chúng ta thấy rất nhiều nhà sư, xin thưa với các bác rằng là có cái lối sống xa hoa với những cái đồng hồ trị giá hàng tỷ bạc. Các bác biết là có vị sư thầy nào thích chơi đồng hồ. Và không chỉ một cái, là nhiều cái. Rồi là điện thoại xịn. Điện thoại vơ tu nọ vơ tu kia. Thế thì cái câu chuyện về tiến sĩ Đoàn Hương nói thì có chuẩn xác hay không? Thì tôi cho rằng là đúng. Không phải tất cả các sư thầy, nhưng mà một số sư thầy, nhà sư là sống một cách rất là xa hoa. Và điều này nó không đúng với tôn chỉ của Phật giáo. Và bởi vì rằng là nó sẽ làm cho mọi người mất niềm tin. Đó. Tôi luôn chia sẻ với các bác rằng á, một sư thầy ăn thịt chó, một sư thầy đi chơi gái, một sư thầy có lối sống xa hoa, nó không phải phản ánh là Phật giáo sai. Nhưng mà sư thầy đó là ảnh hưởng tới Phật giáo. Làm cho người ta, vì nhiều người nhìn vào rằng là anh phải là một nhà sư, tức là anh phải giữ giới. Người bình thường thì có thể là giữ 3 giới. 1 giới hoặc 3 giới. Nhưng tôi thì chỉ được 1 giới thôi. Đó. 1, 2 giới thôi. Đó. Thế thì người khác thì 3 giới. Người bình thường có thể 5 giới hoặc là 10 giới. Nhưng mà nói nhà sư ấy, thì người ta giữ đến cả 100 giới, 200 giới. Tức là không được vi phạm. Thế nhưng mà cuối cùng các bác thấy rằng là rất nhiều nhà sư là vi phạm cái này. Họ có những cái có thể nói rằng là xa hoa. Và nhìn vào đó mọi người có một cảm nhận về Phật giáo nó khác đi. Tức là họ làm ảnh hưởng đến Phật giáo. Thế thì đáng nhẽ một câu chuyện rằng là giáo hội Phật giáo Việt Nam á, là phải nhìn đó là một cái sự thật. Điều gì mà các sư thầy là phải nhảy dựng lên yêu cầu đi xử lý cô Đoàn Hương. Đúng không? Và nhìn thẳng đó là sự thật. Bởi vì rằng là cứ đến một cái mùa chặt chém là bắt đầu đi làm tiền bằng cái cách rằng là cúng oan gia trái chủ. Đúng không? Cúng oan gia trái chủ. Rồi sao nọ sao kia. Dâng sao giải hạn. Thế thì đấy có phải là Phật giáo không? Thế thì đáng nhẽ là các vị ở giáo hội Phật giáo Việt Nam, những cái người mà đang tu hành phải thấy đó là một cái này cũng tuyên bố thẳng thừng từ trước đến giờ rồi. Thì phải thấy đó là một cái vấn nạn và phải lên tiếng để mà xử lý đến cùng. Hay là ví dụ như vừa rồi sát hại vật của thầy Thích Thái Minh chẳng hạn, phải lên tiếng để xử lý đến cùng, không để cho chuyện đó nó xảy ra nữa. Thì như vậy nó mới đúng với tôn chỉ, đúng với cả là cái Phật giáo. Thế nhưng mà đây chỉ một câu nói vu vơ mà các sư thầy đã nhảy dựng lên như thế, thì tôi cho rằng là các sư thầy không sòng phẳng ở chỗ này. Cái cần các sư thầy lên tiếng đó là cái việc mà ngụy Phật giáo, giả sư. Bởi vì các anh chị đó đâu phải là đi tu Phật rồi vân vân nọ kia đâu, toàn là đi làm mấy cái trò ba lăng nhăng. Một số người coi đó là cái nghề kiếm cơm. Thì tôi cho rằng là tiến sĩ Đoàn Hương nói câu này là đúng. Chẳng qua nó trực diện quá, cho nên là các anh là chỉ là nhột. Đúng không? Nhột. Người ta nói một số đấy mà. Có phải rằng là tất cả đâu. Đúng không? Thế chả lẽ trong toàn bộ giáo hội Phật giáo Việt Nam không có người như thế à? Có chứ. Và thực tế rất nhiều văn bản, rất nhiều báo chí cũng đã nói về cái việc mà oan gia trái chủ để mà làm tiền, bán, thậm chí khuyến mại. Rồi là dân sao giải hạn, oan gia trái chủ vân vân, thiếu gì. Thế mà nhảy dựng lên. Thôi. Có gì mà nhảy dựng. Cái tốt nhất ấy, là phải nhận ra là mình sai. Phải nhận ra là chưa đúng. Thì cái này nó mới tạo nên một cái Phật giáo đúng nghĩa. Đã nhà các vị sư thầy phải họp bàn lại và cho rằng là đây là một trong những cái dư luận. Và dư luận này có đúng không? Thì cho rằng là đúng. Đúng rồi thì mình sửa. Tức là rà soát lại toàn bộ giáo hội Phật giáo Việt Nam. Xem là các vị sư thầy, các vị chủ trì, các anh chị nào có sống xa hoa hay không? Đúng không? Có sống xa hoa hay không? Có dùng những điện thoại nào xịn không? Có đi chiếc xe nào ngon nghẻ hay không? Có sở hữu những cái đồng hồ hàng hiệu hay không? Thì phải rà soát lại những cái đó. Rà soát lại xong rồi thì bắt đầu là xử lý tận cùng những cái vấn đề, ví dụ như là oan gia trái chủ, xử lý đến cùng những cái vấn đề như là dân sao giải hạn, đưa những cái vị sư thầy đó ra khỏi cái hệ thống. Bằng chứng có đủ, thu tiền có đủ, vậy thì loại họ ra khỏi hệ thống Phật giáo để mà làm cho Phật giáo trong sạch. Giống như trong công tác xây dựng đảng thì phải loại bỏ những cái đảng viên thoái hóa biến chất ra khỏi cái hệ thống. Thế thì nó mới là một cái cách thức đúng đắn. Đó mới là một cái chân lý, đó là cái sự thật. Chứ không phải là nhảy dựng lên rồi yêu cầu rằng là người ta nói xấu mình, người ta nói xấu nọ xấu kia. Suy nghĩ như vậy nó không phải là của Phật giáo đâu. Phật giáo thì tâm người ta bao dung lắm. Người ta sẵn sàng, người ta lắng nghe mọi ý kiến mà tính cả chỉ trích nữa. Cái gì mình chưa đúng thì mình phải nhận. Mình đừng có mang đi mà đòi xử lý người nọ, xử lý người kia. Đừng có viết mấy cái đơn tố cáo, nghiệp quả, nghiệp báo vân vân. Đúng không ạ? Thì sẽ tạo ra những cái quả xấu. Gieo cái nhân nào thì gặp cái quả đó thôi. Cho nên ấy, tôi là một cái người mà thật sự với các bác rằng là tôi có nghiên cứu Phật giáo và cố gắng ứng dụng. Và tôi thấy đạo Phật rất là đúng đắn. Nhưng nó đúng đắn ở mức độ thực hành. Tức là khi chúng ta thực hành rồi, giữ giới rồi, chúng ta gọi là giới định tuệ, đúng không ạ? Mình đã có tuệ đâu, mình có định đâu. Thì đầu tiên mình phải giữ giới đã. Thì mình giữ giới rồi thì bắt đầu là mình mới có định có tuệ. Chứ mình không phải có tuệ trước thì mình mới giữ giới. Biết trước có tuệ thì tôi mới giữ giới. Thì ở đây á, cái giữ giới thì các bác tưởng tượng rằng là giống như là khép mình vào cái kỷ luật. Khép mình cái kỷ luật. Ví dụ như là tránh ngữ, chúng ta nói thật, trung thực. Thì tôi cho rằng là Phật giáo rất đúng đắn. Bởi vì khi mình thực hành thì mình nhận ra rằng là có rất nhiều những cái điều tốt đẹp. Mình cũng mở mang ra rất nhiều thứ. Tức là bắt đầu là có tuệ đấy. Đó. Trước đây tôi ngu lắm. Từ khi tôi biết đến Phật giáo thì bắt đầu rằng là tự dưng là mình cũng mở mang ra nhiều điều. Thì mình cứ giữ giới trước đã. Thì các nhà sư cũng vậy thôi. Bây giờ mấy cái đó không giữ được. Toàn nói những cái... Xin thưa các bác rằng là không nhìn thấy những cái bản chất thật sự. Phật giáo bây giờ đang thoái hóa. Người ta không tin nữa. Bởi vì có những vị sư thầy như thế. Thì đáng nhất phải xử lý đến tận cùng. Phải lắng nghe lời của bà Đoàn Hương này. Coi đó như là một cái dư luận. Và mình phải xử lý thế nào thì mình chỉ có thực hành tốt lên thôi. Đó. Thì lúc đó mình mới được cái niềm tin của người dân. Chứ bây giờ cứ nhảy dựng lên. Chứ ai nói gì thì nói. Tôi riêng chuyện này tôi ủng hộ bà tiến sĩ Đoàn Hương, bởi vì tôi cũng nhận thấy cái điều đó từ rất lâu rồi. Đó. Và mình cũng nói cái điều này từ lâu rồi. Hôm nay chẳng qua rằng là tiến sĩ Đoàn Hương là người nổi tiếng, nói lại, báo chí nhắc lại trong một buổi tọa đàm thì mấy sự tài nhảy dựng lên, thì tôi lại làm tiếp cái clip. Thôi thì ủng hộ tiến sĩ Đoàn Hương nha. Có bác nào ủng hộ không? Có ủng hộ cho tôi một cái like nha. Đúng không? Cảm ơn các bác rất nhiều.